Ok, hôm nay chủ nhật mát rời các bạn ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật đấy, ngày cuối tuần đấy, mát rời lắm. Hôm nay thì ở đây Tuấn Anh đang xếp ra đây những cái dòng xe mà nó chỉ có 50 triệu hay là 70 triệu hay 60 triệu hay 80 triệu, nói chung là những cái dòng xe 100 triệu quay đầu nhá. Dành xe 100 triệu quay đầu cho tất cả mọi người. Quay nhiều xe đẹp quá thì những cái dòng xe 300-400 thì các bác còn đang lăn tăn về vấn đề đâm đụng tai nạn ngập nước. Các bác còn mang đi check chữ tín, check sơn quyết hay là check tất cả các lơi hãng. Nhưng ngày hôm nay thì khỏi phải check luôn anh em ạ, khỏi phải check luôn. Hôm nay em giới thiệu cho anh em dòng xe này chỉ có khoảng 50 triệu này, hay là 60 triệu, hay là 80 triệu, hay 90 triệu thôi. Thì anh em mình khỏi phải check nhá. Nói luôn, mà có mang đi check thì thôi, em cũng không mang cho mang đi check đâu. Mất công, mất ngày, mất buổi ra, vì cái dòng này check thì nói thật là các bác là hãng thì chịu rồi, đúng không ạ? Hãng thì cũng chịu rồi, không thể check được nữa rồi. Đấy, mà lên mấy cái hiện tượng mùa này, ví dụ như là bác chữ tín hay là anh em Xuân Quyết đấy, thì nói thật với các bác là check cũng chẳng ra đâu. Tại vì là các bác biết làm sao được, máy làm lại bao nhiêu lần rồi, đúng không ạ? Các bác biết sơn đi sơn lại bao nhiêu lần rồi. Mấy cái dòng xe taxi này ra thì check làm cái gì cho tốn tiền thôi. Đấy, thôi thì hôm nay là ngày mưa, ngày gió, ngày rét đấy, thì chuẩn bị đến rồi. Thì ở đây em đang có một cái dàn xe Moling này. Cái dàn xe Moling anh em thấy này, nó đẹp lắm. Mà giá nó chỉ có khoảng 70-80 triệu đến 90 triệu, đến loanh căng lắm thì con nào căng lắm thì đến nhô trăm tí thôi. Đấy bà con nhé. Đấy bà con mua về đi lại tránh mưa, tránh nắng, tránh rét thì nó thật cự các bác là nó quá hợp lý rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là hôm nay em không nói về cái phân khúc nhiều tiền, mà em nói về cái phân khúc ít tiền. Nói chung là dành cho những cái hộ mà cận nghèo với lại hộ nghèo. Nói thế thôi chứ nghèo với cận nghèo thì lấy đâu ra tiền mua ô tô? Các bác nói đúng thôi, lấy đâu ra tiền mua ô tô, mà lấy ra đâu tiền nuôi ô tô? Đấy, mua về có khi còn nghèo thêm. Mình nói câu chuyện thế thôi chứ còn đâu nói đây là bán cho chứ. Các bác nào mà có cái tầm thu nhập thấp, ví dụ làm công nhân, lương tháng hai vợ chồng khoảng 30 triệu hay là 20 triệu, anh em đủ kinh tế rồi, nhà cửa xây rồi, cũng muốn có một cái con xe mà để đi lại, tránh mưa tránh nắng, thỉnh thoảng đưa vợ con đi về quê về kiếp. Thì làm công nhân thì ngày tuần chỉ nghỉ thứ bảy chủ nhật thôi, thì muốn về quê cho các cháu về quê cho nó đỡ mưa đỡ rét, đúng không ạ? Thỉnh thoảng có công có việc đột xuất thì chúng ta đi thôi. Chứ còn đâu thì các bác nào cứ họ nói là mua cho bán cho hộ nghèo với hộ cận nghèo, thì nói thật với các bác là mua cái dòng xe này về thì chỉ có nghèo thêm, nghèo mãi mãi luôn, nghèo trường tồn luôn, đúng không ạ? Nên là các bác nào đang có cái nhu cầu tầm kinh tế của các bác là khoảng tầm vài chục 100 triệu đổ xuống đấy, mà nhà cửa các bác xây rồi, vốn liếng không có nhiều, mà cũng muốn phục vụ bản thân một chút, có bằng lái rồi, thì anh em làm những cái dòng xe này hợp lý nhá. Ok, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc xe này, và các bạn nào mà quan tâm về chiếc xe này thì các bạn có thể là bấm cho em một nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Các bác có thể alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971767726. Ở đây có đủ xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, nâu, đen đều hết nhá. Giờ Tuấn Anh sẽ đi điểm danh qua cho các bác những cái chiếc xe như thế này. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, quý bà con, các bác chuyện như mình từ trước đến nay đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, và hy vọng rằng sẽ đồng hành tiếp tục và với các bạn đã quan tâm rồi, và những cái bạn nào mà hay các bác nào mà mới xem được video của em, mới xem được kênh của em thì hãy đăng và đăng ký nhé. Ok, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Hôm nay giới thiệu hơi dài một chút nhưng mà thôi không sao. 50 triệu này anh em có ô tô đi rồi, 60 triệu cũng có ô tô đi, 70 triệu cũng có ô tô đi, hay 100 triệu lùi là anh em có ô tô đi rồi. Đó. Không quá giới hạn mà còn nhá. Đầu tiên là một chiếc xe Spark, con này đang đeo biển 15A27433. Sản xuất năm 2010. Cái dòng Spark này thì nó động cơ nó 0.8 thôi, form dáng của nó nhỏ gọn. Đó, con này thì để cho anh em 73 triệu. Nói chung là đến thì em vẫn thương lượng nhá. Đến thương lượng đó, con xe nó hơn 70 cơ. Nói chung là 50 hay 70 nó cũng là cái tài sản riêng, và nó cũng là một cái gì đó mà là tiền chứ không phải là giấy các bạn ạ. Đấy. Và đây cũng là một chiếc ô tô chứ cũng không phải là xe đạp hay là xe máy hay là công nông bà con nhá. Đấy, nó không phải là cái của lợ đâu, mà nó là một cái gì đó hữu ích cho bản thân mình cũng như gia đình mình. Và giá 73 triệu cho chiếc Spark biển Hải Phòng 15A27433 này, có thương lượng cho anh em đến xem xe thoải mái tại cửa hàng. Bên cạnh chiếc biển màu xanh này 73 triệu thì sẽ là một chiếc xe 78 triệu, con này đời 2011, biển 29A23082. Con này thì đời 2011, xe của nó cũng rất là chất, tư nhân biển Hà Nội, con này lên full đồ rồi, từ La Răng Đúc này, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025. Trên xe có đầy đủ màn hình cam lùi, cam hành trình, không thiếu gì. Con này thì thân vỏ cũng rất là đẹp, nội thất đẹp, ok, ổn định, máy móc cực kỳ ổn định. Nói chung cái dòng Spark này nó cũng thay xe máy mà. Nói chung là thay xe máy nhưng được cái là nó chở được 5 người. Đấy, và che mưa, che nắng, có điều hòa, lóng lạnh đầy đủ hết bà con nhé. Đấy, biển Hà Nội anh em, nói chung là cái dòng này anh em cứ mua về chạy thôi. 575 anh em có thể bán đi,
Tất nhiên là cũng vẫn bán được chứ không phải là không bán được. Mua 70 hay là hơn 70 tí anh em sau này đi 575 anh em có thể bán được khoảng đâu đó khoảng tầm 2-3-40 tầm thế thôi, vì nó cũng xuống giá, nhưng thường dòng này Spark thì nó không xuống giá nhiều các bạn. Vâng, tiếp tục em đang có cho các bác một chiếc xe Kia Morning, con này 2011 nhá, biển Hải Dương 34A25397. Con này thì màu xanh, xanh ngọc luôn. Ở đây em đang có một đôi luôn nhá. Em sẽ đi vào con 2011 này, em để cho anh em là 98 triệu. 98 triệu anh em có Morning rồi, 2011 rồi. Đó, con này máy 1.1 cũng lên full đồ nhá. Nội thất thì có đầy đủ màn hình Android, đầy đủ hết nhá bà con nhá. Táp lô, táp ly sạch sẽ, nội thất đẹp, xanh đăng kiểm còn. Những cái dòng này đăng kiểm thì còn nhá bà con nhá. Và anh em nào mà mua xe mà nó hết đăng kiểm rồi thì bên em đăng kiểm mới cho anh em 1 năm. Cái dòng này vẫn đăng kiểm 1 năm bà con ạ, không có nào đăng kiểm 6 tháng đâu. Biển 34A25397 nhá. Màu xanh rất là đẹp cho mọi người này. Form của nó cũng là form sport nhé, để cho anh em 98 triệu nhé, 98 triệu đúng không ạ? Còn bên đây thì nó đắt hơn 10 triệu một chút này, đắt hơn 10 triệu thì con này nó là Morning nhưng mà nó là 2012, tư nhân chủ đủ, con này rút hồ sơ gốc thoải mái nhé. Tất nhiên thì cái dòng xe này là taxi ra rồi. Đó, tư nhân chủ đủ, rút hồ sơ gốc thoải mái, âm thanh nghe nhạc hay. Con này máy móc của nó cực kỳ êm, chất lượng và đảm bảo cho quý khách hàng. Con này thì em để cho anh em 109 triệu ra đó thì em vẫn bớt và vẫn bao hồ sơ gốc, hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Những cái dòng xe này thì bên em có vận chuyển vâng xa gần đều vận chuyển được hết bà con nhé. Những anh em nào cách nhà em 300-400 cây ở khu vực Tây Bắc hay là khu vực miền Trung thì bên em vẫn có thể đánh xe trực tiếp vào. Còn các bác nào ở xa quá, ví dụ như miền Nam thì cái chi phí bọn em đi lại thì nó cao hơn thì bên em vận chuyển bằng xe lồng cho nó lành. Đúng ạ, đó, con này thì để cho anh em 109 triệu bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đăng kiểm tháng 3 năm 2025, trên xe có đầy đủ màn hình camera nuôi, tên tư nhân. Con này thì mua chính chủ và anh ấy cũng đi được 2-3 năm rồi, tập lái xong anh bán lại cho em luôn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Còn bên đây 2011, con này cũng chưa đến 100 triệu, 98 triệu này. Con này thì đang đeo biển 15A46466 này, biển Hải Phòng luôn bác nhé. Con này thì màu bạc, có tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, lên được một bộ la răng bông mai. Con này máy móc của nó cực kỳ chất, lốp dép đẹp luôn, ngoài lốp dép dàn lốp của nó đẹp. Nói chung cái dàn này á, những cái dòng xe này á thì anh em làm sao mà phải đôi khi những cái thân vỏ nó hơi xấu hay là sơn xi nó không đúng màu đúng mệnh của mình, nhưng cái cơ bản ở đây nó là máy móc của nó chất, đúng không ạ? Máy móc của nó chất, gầm bệ chắc và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta đã ít tiền rồi đấy, hộ nghèo, hộ cận nghèo muốn mua con xe rồi phải đến lại rồi thì anh em phải cần nó ít tiền hơn một chút nhá, nó ít tiền hơn một chút để anh em mình ấy, nhưng mà nó là phải là lành và nó phải là tiết kiệm thì anh em nên mua, chứ còn đâu mua cái loại mà nó trông nó hầm hố và nó chất lượng thì mà là ít tiền thì đôi khi là chúng ta ăn quả trái đắng là ngập mồm, tại vì là phải sửa chữa nhiều, đúng không ạ? Con này để cho anh em 98 triệu này. Đấy, cái dòng xe này thì nói chung là bọn em bớt bát cho anh em thoải mái, nhưng mà anh em cứ đến xem xe thực tế chạy thử đi, dòng xe này nó ít tiền mà. Đấy, bà con các bác chị nhà mình nhé. Đó, lốp dép con này đẹp, na răng đúc đầy đủ hết bà con nhé. Alo. Vâng. Con đấy màu đỏ em bán rồi anh ạ. Còn màu đen 27 thôi ạ. 265 triệu anh ạ. Vâng, chờ em tí em đang quay nhé. Tí em kết bạn em gửi cho. Vâng. Đấy, một chiếc Morning rất là đẹp cho mọi người. Đấy. Quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em nhé. Đấy. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc xe, đó là một chiếc xe Kia Morning đời 2012. Con này đang đeo biển Hà Lam 90A này, 16757. Không biết đợt này làm sao mà bên em biết người dân đang khủng hoảng kinh tế đúng không ạ? Mà về nhiều cái mẫu xe dưới 100 này thế không biết nữa. Đấy. Đó, tóm lại là theo thị trường, nhu cầu các bác cần cái gì cao thì bên em cung đầy đủ những dòng xe đó. Con này thì nó màu xanh nhá. Đó, nói chung là cái dòng này thì nó là đều taxi ra rồi, không tránh được. Nhưng mà con xe nào nó cứng, nó lành, nó đền thì chúng ta mua thôi. Con này thì lên được la đăng đúc này, lốp dép mới này. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2024. Anh em nào mua hết đăng kiểm, đăng kiểm mới nhá. Con này 2012, nội thất cũng rất là sạch sẽ này. Giá 115 triệu nhá bà con nhá. 115 triệu con này cũng chưa lên màn hình đầy đủ đâu. Anh em nào mua thì thôi thì em cố em gạn hết mức, em đăng kiểm em lên màn hình cho anh em luôn. Đấy bà con nhá. La răng đúc thì có rồi. Đấy, táp lô táp ly thì rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đấy, lốp dép đẹp này, lốp dép đẹp nhá. Đó, con này thì để cho anh em 115 triệu thôi bà con nhá. 115 triệu này. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Thanh ô tô Hải Phòng, có số hotline của em là 0816662386 hoặc 0976227726. Đặc biệt là với chiếc xe này có một cái dàn lốp đẹp và nội thất đẹp, máy móc chất nhé. Đó, đăng kiểm dài đúng không ạ? Bên cạnh đây thì em lại có một con Morning 2012, con này thì chưa có la răng đúc, con này đăng kiểm được cái đăng kiểm dài tháng 10 năm 2025.
biển 15K 314-01. Con này thì để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 90 mấy triệu thôi, 98 triệu thôi. Đấy, một chiếc Morning 2012. Có rất nhiều xe thì đánh giá theo đời, ví dụ hơn một đời thì hơn nhau 12, 30 triệu. Đấy, nhưng với dòng Morning taxi ra như thế này thì hơn một đời hay là kém một đời. Cái quan trọng nhất là để đánh giá chiếc xe này hơn nhau vài triệu, đó là chất lượng của chiếc xe và những cái đồ chơi trên xe, đúng không ạ? Ví dụ như con này 98 triệu thôi nhưng nó không có la răng đúc, nhưng được cái là có màn hình OLED, có khóa khiển cộng với lại đăng kiểm dài. Tóm lại thì máy móc của nó thì cũng khá là ổn định, cửa giả thì nói chung là cái dòng taxi này ra ấy, nó lo gọi là nó mở ra đóng vào nhiều, đôi khi cửa nó có thể nó bị dão bà con ạ. Nó bị dão. Tóm lại thì nó cũng khá là ổn định, nên chúng ta đóng lại căng tay một chút thôi. Căng tay một chút là được, đúng không ạ? Sơn xi màu bạc, con này sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Để cho anh em 98 triệu đời 2012 luôn nhá. Nói chung là một đời hai đời thì không quan trọng đâu, quan trọng là anh em đến và xem cái chất xe của nó như thế nào thôi. Xem cái chất xe của nó như thế nào, nó ổn định hay không thì chúng ta mua thôi. Như con này thì sẵn đi, anh em có màn hình, có đăng kiểm mới hết rồi. Anh em về chỉ việc đi thôi, nội thất đẹp, camera lùi đầy đủ nhá bà con nhá. Rất là đẹp luôn. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một cái xe nó lạc dòng hơn một chút, nhưng mà cái tầm tiền của nó thì cũng rất là ok. Hôm qua em đăng con này lên thì nhiều bác bảo là ôi dồi ôi sao huyết mà bây giờ vẫn bán 116 triệu. Nói thật với bác là tùy theo xe thôi. Có nhiều bác giải em 90 triệu hay là bỏ 90 triệu đời, nhưng mà đôi khi là 90 triệu các bạn có được một chiếc xe ưng ý như này không? Về sẵn đi hay không, hay là các bạn về phải mang ra gala sơn quay lại cả xe, chỉnh sửa lại máy gầm, làm sao mà để một cái chiếc xe như thế này, đúng không ạ? Đăng kiểm chiếc xe thì đến tháng 6 năm 2025. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, nội thất con này cũng khá là đẹp. Đấy bà con nhá. Máy của nó là 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Nội thất của nó là lỉ nguyên bản này, nội thất lỉ nguyên bản này. Vô lăng của nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, 80 hay là 90 triệu anh em có mua được con nó chất như này không, vô lăng nó như thế này không? Đấy, nội thất đẹp, màn hình Android đầy đủ bà con ạ. Với cái tầm tiền tầm giá mà nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 116 triệu thôi, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy, được cái nội thất lỉ nguyên bản và xe thì xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Dòng Ghetto này thì nó lại rộng hơn dòng Morning một chút nhá. Máy 1.1 và xe nó xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, nó rộng hơn Morning một chút các bác ạ. Thế nên là bà con các bác chị em nào đang quan tâm về chiếc xe này thì cứ mạnh dạn lên alo follow thả tim cho tôi đánh câu tỏi phòng nhá. Đấy, một chiếc Hyundai Ghetto rất là đẹp cho kính hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy mạnh dạn lên alo trực tiếp cho tôi đánh câu tỏi phòng nhá. Đấy, bà con các bác chị em nhà mình nào đang có thì hãy mạnh dạn lên alo cho em, kết bạn với em, trực tiếp gọi điện cho em gửi cho các bạn video clip đăng ký đăng kiểm trên Zalo. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025 luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục là một chiếc xe màu đỏ, con này đang đeo biển là 19A này, 07996. Đây là một chiếc Chevrolet Spark số tự động các bạn ạ. Sản xuất năm 2008 số tự động. Một chiếc Spark màu đỏ tư nhân chính chủ biển Phú Thọ, xe đẹp đó. Con này đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2025. Rất là dài luôn, rất dài luôn. Và giá là 109 triệu. Nội thất của ghế da màu đỏ con này là keo chỉ gần như zin, kính giếc của nó zin hết, máy móc cất cực kỳ luôn. Đấy bà con nhá. Máy móc con này chất lắm. Kính kiếc của nó là nguyên zin nhá, máy chất gầm chắc, côn số hoạt điều hòa mát nhá. Đấy, lại thống na răng đúc đầy đủ, 4 bánh theo xe luôn. Và với cái cửa tiền như thế này thì em nghĩ đây cũng là một cái dòng xe rất là hợp lý và rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Biển 19A09796, một chiếc xe rất là đẹp và chất lượng đảm bảo cho quý khách hàng đi lại nhá. Đấy là có số tự động và xe gia đình luôn nhé. Không có khoan đục taxi gì đâu ạ. Con này là số tự động và xe gia đình luôn nhé. Đó, không có taxi, taxi gì nhé. Đó, cửa đóng rất là chắc và đẹp luôn. Dã man luôn, con ngan luôn. Đó, bà con nhé. Đó, rất ổn định luôn. Còn bên đây là Spark 2009 này. Con này để cho anh em 68 triệu. Nhưng anh em mà mua thì em vẫn bớt cho anh em nhiệt tình nhé. Anh em đến xem xe thực tế, trải nghiệm này. Đó, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu thì mạnh dạn lên alo cho em 98A này. 05542 để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 68 triệu rồi. Anh em nào gọi cho em trực tiếp thì em bớt cho anh em số lẻ ra. Nếu không gọi trực tiếp thì thôi, anh em mua của ai thì việc của anh em nhé. Đấy, với giá có 68 củ thôi. Còn bên đây là Morning này. Con Morning này thì sản xuất năm 2000 sản xuất năm 2011. Con này đang đeo biển Thái Bình 17A này, 28235 này. Với cái tầm tiền tầm giá thì nó khá hợp lý, có 115 triệu thôi, 115 triệu. Con này là cao rồi đấy. Đó, con này là cao so với các dòng xe ở đây nhá. Chất lượng xe thì các bạn cứ đến kiểm tra thôi, chứ ở đâu thì con này thì là như này là cao rồi. Đấy, nói chung cái dòng này bán cứ dưới trăm là dễ dàng lành hoành nhất. Đấy, nhưng mà thôi các bác đến đây con này chắc là về trước nên anh em đang cao, đợt này nó về nhiều thì anh em toàn đang giá thấp thôi. Đấy, nói chung là theo thời thế, thế thời thôi anh em nhé. Đấy, một con thì các bác phải đang cao được, nhưng nhiều con thì như thế này thì nó là cao quá, đúng không ạ bà con ạ? Nói chung là nếu anh em thích thì đến đây em vẫn bán cho anh em với cái giá rẻ bằng các mấy con xe khác thôi. Đấy, quý khách hàng của các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc biển 17A28235 này, Morning 2011 số sàn, đấy, bản Pay taxi ra, đấy, giá có loanh quanh đâu đó 115 triệu. Đấy là cái giá mà
em đọc cứ thôi, còn đâu thì anh em nào thích thì đến đây em bán cho cái giá rẻ luôn nhé. Ok, tiếp tục bên đây là chiếc Spark 2009 ạ. Con này cũng để cho anh em 68 triệu, nhưng anh em nào gọi cho em trực tiếp thì cũng lại có một cái giá hợp lý hơn một chút nhé. À, biển 90A03731 nhé. Đăng kiểm thì con này đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025, giá 68 triệu. Thôi thì anh em đến đây em bớt cho anh em vài triệu nữa cho nó đẹp mặt, đúng không ạ? Chẳng nhẽ là mua bán này không bớt, nói 9 thì nói 10 ai lại bán cả 10, nói 10 bán 8, bán 9 là đã đủ ăn rồi. À, các bạn có thấy không ạ? À, quá đẹp luôn. Nếu mà có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. 9 mẹ. Quay mấy cái dòng này mà ho ho quá. Các bác bán mua cho em 1-2 con cho nó đỡ ho. Chứ bán mấy cái dòng này ho suốt ngày. Ế quá đúng không ạ? À, tiếp tục đây em đang có Moling 2012 này. Con này thì cũng được. Nói chung là giá đây có 98 triệu đấy. Mà đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025 này lên full vành luôn. Biển Hải Phòng 15A77394 nhé. Sơn xi màu xanh chưa lên form thôi nhưng nó lên vành. Ở trong xe thì cũng đẹp. Đúng, tóm lại thì 98 củ rồi anh em nhé. Mua nhanh bán nhanh cho anh em nó thoải mái luôn. Đấy, cái dòng này không cần phải check nhiều. Đấy, các bác đến đây thích chạy thử cảm thấy ok là mua thôi, chứ bên em cũng không check chắc gì nhá. Đấy, luôn những cái dòng xe này là không có check choác gì cả. Đấy, mua được là mua, không mua được là có thể là các bác có thể là về xoay tiền mua thêm những cái dòng xe khác thì đi check. Đấy, những cái dòng xe này còn check cái gì nữa, check cái tầm tiền nào nữa đúng không ạ? Em đố các bác nào mà check ra con này nó lỗi ở đâu ấy. Đấy, check ở đâu mà sơn đi sơn lại rồi đấy. À, những cái dòng xe này bên em cũng khẳng định cho anh em là cũng không có đâm đụng tai nạn nặng đâu. Nói chung là va quẹt bên ngoài sơn đi sơn lại thì cái đấy mình không tránh được, nhưng mà không có đâm đụng nặng, mà quay điều là taxi ra đấy. À, không có ngập nước các con nhá. Đấy, nói luôn cho anh em là như thế. Còn đâu thì máy móc lúc nào cũng ổn định. Đấy, máy là phải lổ, quay phải kêu, bốn bánh là quay đều, điều hòa là phải mát. Mà chạy 300-400 cây ship xe đến tận nhà cho các bác là vẫn phải ok. Ngon lành bổ thì các bác mới lấy cơ mà, đúng không ạ? Các bác không cần phải xem xe, các bác cứ ở nhà thôi. Alo cho em Tuấn Anh à, đánh con ấy lên trên đây anh cọc cho em 5 triệu ok. Kể cả là 400 cây em đánh đến nhà máy nổ quay kêu bốn bánh quay đều thì em mới lấy tiền, đúng không ạ? Nhưng không cọc thì nói chung là không được, đúng không ạ? Không cọc thì nói chung là đi hơi khó. À, con này thì để cho các bác loanh quanh đâu đó 50 Suzuki. Con này nó rộng hơn Moling nhá. À, nó cao hơn Moling luôn, cao hơn Spark luôn, máy của nó 0 thôi. À, đời 2007 vẫn đăng kiểm 1 năm luôn nhá. Biển Tuyên Quang 22A này. À, 00106 này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025 luôn. Nội thất đẹp lắm, nội thất con này đẹp lắm, nội thất đẹp dã man mà nó cao lắm. Anh nhìn cái ghế của nó đã cao rồi đúng không ạ? Ghế của nó rất là cao. Anh em ngồi nó rất là thoáng, mà máy của nó 0 tầm tiền có 50. Đúng không ạ? Tầm tiền có 50 thôi thì anh em không mua mua cái gì. Đúng không ạ? À, máy 1.0 thôi các bác nhá. Máy 0 thôi các bác này. À, quá ok cho mọi người. Cửa đóng đẹp này. Form dáng ổn định nhá. Biển 22 tên tư nhân đăng kiểm tháng 5 năm 2025 nhá. Đó, dòng xe này nó cũng Suzuki nhá, đến từ Nhật Bản đấy bà con nhá. Ở đây còn con chiếc xe cuối cùng đây, con này thì để cho anh em cũng 9 mấy triệu thôi. Con này là Moling 2011 ạ, con này 95 triệu thôi. 95 triệu nhá các bạn nhá, 95 triệu này. Nội thất của nó cũng rất là đẹp luôn, nội thất ghế da đẹp, có la đang đúc 4 bánh nhá. Có la đang đúc 4 bánh theo xe này. Đấy, và các bác chị em nào thấy cái dòng xe này thì mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhá. Đấy, rất là ổn định luôn nhá. Đấy, và có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này đăng kiểm tháng 1 năm 2025 này. Đấy, với cái tầm giá nó có khoảng 95 triệu thôi. 99A00850 này. Đấy anh em nhé, 95 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, và có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về tất cả các dòng xe này. Nói chung là xe nào chưa đến 2 4 6 8 10 12 14 15 con. 15 con thì em chỉ tính ra khoảng tầm chưa đến 1 tỷ rưỡi. Chưa đến 1 tỷ rưỡi anh em làm cái lô này về. Ok. Chưa đến 1 tỷ rưỡi đâu nhá. Chưa đến 1 tỷ rưỡi. À, chưa đến 1 tỷ rưỡi thôi. Đó, ở đây em đang có xem nào. 2 3 4 5 6 7 8 8 con Moling thì nó rơi vào tầm khoảng dưới 800. Đấy, còn mấy con Spark thì chưa đến 1 tỷ đấy. Cho chưa đến 1 tỷ luôn nhá. Cả cái dàn này chưa đến 1 tỷ luôn bà con nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ok, xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.